Nhìn xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kính rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không 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 có cảm tình không lắm. Có cảm tình. Lúc đó... Dạ tụi em được bốn bé rồi. Bốn à, đứa luôn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi hết rồi giờ sao anh. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Châu Tú. Dạ em 35 tuổi. Hiện ở nhà là kinh doanh nhà trọ ở Bình Dương chị. Thế còn em? Dạ em là Trần Thị Kim Liên. Em nay 32 tuổi. Em đến từ Bình Dương. Em ở nhà giữ mấy bé với lại đi phụ ông xã dạy võ. Phụ ông xã gì? Ông xã em dạy võ. Võ gì em? Dạ võ cổ truyền Việt Nam. À cổ truyền vô Việt Nam hả? Dạ không, võ thiếu lâm. Thiếu lâm mà cổ truyền của Việt Nam. Dạ. Bây giờ anh có một lời đề nghị nha. Bây giờ em biểu diễn giùm anh một vài thế được không? Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ. Hay dò. Ờ hay quá. Bây giờ hỏi võ sư nghe. Dạ. Lần đầu tiên Tú gặp bạn gái của mình là ở đâu? Tụi em biết nhau là nhờ người bà con mai mối. Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô này người gì mà sao mà trắng vậy, cừ có răng khểnh giống mình á. Mới gặp thì mình có hảo cảm rất nhiều, mình có thiện cảm. Còn em gặp ảnh sao? Cái gu của em nào giờ là phải dân thể thao hoặc là chơi bóng đá bóng chuyền. Tự nhiên xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kính rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình không lắm. Có cảm tình lúc đó chưa có thuận mắt luôn. Dạ đúng không? Ủa xí nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là em đã dạy võ chưa Tú? Dạ chưa có phơi nắng bởi vì dạ, trắng quá đúng dạ. Không dạ. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ em vừa tròn 18. Em vừa tròn 18 còn Tú là 20. Dạ. Trời lúc nhỏ xíu à ha. Vậy là cách đây là mười mấy năm rồi. 14. Tú ơi, em học võ từ khi nào? Nói chung là lấy vợ về rồi mới học, bắt đầu mình học võ. Lý do? Dạ. Nhiều khi mốt vợ có cầm chổi chà dí thì còn chạy kịp. Trời ơi, lý do là vậy đâu. Nguyên nhân đầu tiên là sợ vợ. Học võ để tự vệ. Sợ vợ đối với vợ. Nãy cái chi tiết là gì nè, em phụ cho chồng dạy võ là phụ dạ. Gì hay em là cũng phụ luôn. Chồng dạy luôn dạ, dạy luôn cũng dạy luôn là em cũng biết võ luôn dạ. Wow. Mà lý do gì em học võ? Em thì em đam mê từ nhỏ rồi, nhưng mà sau này lấy chồng về thấy ông xã đi học thì em xin đi học theo. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. Mà thực sự ra là ai nội anh, công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn à. Là đúng không? Dạ. Ủa mà lúc đó chưa nắm tay người ta, biết nắm tay người ta sao biết tay ta em mình? Nhìn qua cái bàn tay anh thấy bàn tay anh đẹp. Vậy thì làm sao mà hai bạn đến được với nhau? Không ưa mà, đã không thích mà. Nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc với lại là hai đứa có đi chơi, đi uống cà phê thì cảm thấy anh này chu đáo và quan tâm dữ lắm. Cái gì tốt đẹp nhất thì đều nhường cho em hết Nên là em thấy người này tốt với mình quá. Với lại cái động lực nhiều nhất của em là em cảm thấy gia đình bên anh Tú, ba mẹ rất là hạnh phúc Nên là em cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Em muốn là một thành viên trong gia đình Từ khi mà lúc tiếp xúc được với ba mẹ. Nhưng mà còn quen nhau lâu không rồi mới đám cưới? Dạ cũng lâu. Lâu à? 4 tháng. 4 tháng quá ha. Ôi 4 tháng trời lâu. Dạ chưa tính tháng mới đám cưới. Cách đây bao lâu rồi ta? Dạ 14 năm chị. Mà nó nghe nè dạ. Tình yêu mà có 4 tháng mà đã đám cưới luôn rồi Vậy thì cái mức độ thân thiện của tụi em, cái mức độ mà gia chạm của các em là tới đâu? Đám hỏi xong là hai đứa thì mới được phép, thì lúc đó là làm đám xong rồi vô nằm nghỉ ngơi trong buồng Thì lúc đó là mới da chạm nhẹ là ôm hôn hôn thôi. Còn cái gì là để lại cho đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy đêm tân hôn nó có đặc biệt không? Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm, em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á, em đâu có biết đâu. Với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Anh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn. Anh nói
bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Trời ơi, cưới ta rồi mà hỏi câu, hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho con. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu, bây giờ làm còn sao? Không lẽ trả nhẫn lại? Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được 4 bé. 4 đứa luôn. Lâu lắm rồi mới tên. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. 4 đứa mà phọt đứa nào cũng ngon lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái. 10 tuổi rồi, 4 năm sau mới dạ, có con. Dạ, 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé. Nhưng mà bị hư. Rồi lần đó em buồn khủng khiếp luôn mà. Cảm thấy mình như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không có giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là ý y vào sức khỏe quá. Em bị tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh, chứ em hư quá à, có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà ướt khóc, ướt áo, ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Thành mình ra nghĩ là nó không quá tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ cứ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Thông báo cho bạn bè sau. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Có em không dám ra được cái ra ngoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng sau á. Là ra nữa? Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm. Năm 1, năm 2, năm 3. Chưa có năm đang học. Còn bây giờ có con tiếp nữa không? Em ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, 5 tuổi anh là đẻ con gái Úc, nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là thêm đứa nữa là đặt tên là đại học. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha, thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó, cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái mà xấu ở đó. Xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em. Xấu đói. Không ăn vậy là quạo. Là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có vỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu, nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Để coi. Vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười kìa, cười kìa. Cười có nghĩa là chắc cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời ơi, em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi hết rồi giờ sao anh. Rồi cái anh nói để anh. Anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ nấu ăn ngon. Bưng lên cái ba mẹ ăn, ba mẹ nói yên Liên bữa nay nấu ăn được á ta. Ôi ơi. Ai ngờ đâu hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm, bữa nay bây giờ ngoài ra rồi. Nhưng mà giờ dâu đã nấu ăn được rồi. Vậy sao giờ Liên muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ. Với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ không có đâu.
Vậy thôi đó hả? Giữ nguyên vậy đó hả? Cũ. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn phọt của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi, anh bất ngờ á. Dạ. Bốn đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôm. Dạ. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc hoài như vậy thôi. Và cái lò vỏ ngày càng phát triển. Đúng rồi, càng nhiều môn sinh. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Ở trên Facebook thì thấy cũng được, nhưng mà lần đầu tiên gặp ở ngoài anh này đen mập dơ lắm. Anh này ở nhà thì lại nhắn tin với bạn gái cũ nữa. Trời ơi vậy đó hả? Anh này đầu hoa lắm. Rồi nhắn tin rồi hẹn đi ngủ rồi. Trời ơi. Rồi cái bạn gái cũ nữa là bạn thân. Cái xong cái chụp hình gửi qua. Không phải cứ con đang ở Sài Gòn học thì không chịu học. Cứ ghen. Em làm cách nào? Em rồi tự tử luôn. Mà lúc đó là tỷ dụ như mà cô này cũng không cho cơ hội là dám làm thiệt không? Nhà mình biết bơi cũng đâu sợ luôn. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Lê Hoàng Thái ạ, 24 tuổi, quê ở Tiền Giang. Tiền Giang, công việc em là gì Thái? Là kinh doanh tại nhà, buôn bán giày dép về tại chợ. Giày dép đúng không? Dạ. Còn vợ Thái? Dạ em tên là Bùi Nhã Phương ạ, năm nay em 23 tuổi. Em là hiện tại nghề của em là nhân viên và em đến từ Tiền Giang. Biết rồi, nhân viên văn phòng đúng không? Dạ, nhân viên sale. Em là 23, còn Thái là nhiêu ta? 24 à. 24, quá trẻ đúng không chị? Hai em quen nhau lúc nào? Dạ, tình cờ cũng vợ nhắn tin trước, rồi thấy em nhắn tin trên mạng cho em, hỏi em sao mới quen cô kia mà lại chia tay trong có 2 ngày thôi. Mà vợ em thấy em chia tay 2 ngày rồi, vợ em nhắn tin cho em như là ý là cô em đó. Nhưng mà là nhắn tin trên Facebook hay là trên cái trang? Dạ Facebook. Facebook. Em vô trong trên Facebook á, nó có cái hội là FA. Thì tình cờ em cũng vô cái hội, rồi cô này cũng vô một cái hội đó. Thấy đó em? Phải đù. Hội FA đó. Nhưng mà em ấn tượng gì ở anh này mà em an ủi anh vậy? Dạ, ở trên Facebook thì thấy cũng được, nhưng mà lần đầu tiên gặp ở ngoài anh này đen mập dơ lắm. Đen mập mà còn dơ nữa kìa. Thế còn em thì sao? Dạ, ấn tượng đầu tiên gặp vợ người rất là kiểu như dễ thương, kiểu nít lắm. Quá ngon luôn. Dạ, dạ đúng rồi, nói như cơ mà. Quá sự mà nói luôn, nhìn như bế đúng không? Đó, rồi sao? Gió đổi chiều đúng không? Dạ. Em là người cua cô này trước. Quyết liệt luôn. Bao lâu thì em gọi là chính thức là cho anh này gọi là công khai yêu đương với mình? Dạ khoảng một tháng sau. Một tháng sau rồi. Dạ. Bạn gái cũ có biết không? Không biết rồi. Đó. Là cái bạn gái chia tay rồi đó phải không? Dạ. Là bạn biết rồi, bạn có nói gì không? Dạ cũng kêu rồi quay lại rồi nhắn tin thì bà này thấy rồi. Cứ bắt đi đâu cũng có với nhau vậy đó, chứ không có đi đâu được hết. Lúc mà ở bên nhau thì không có gì hết. Thấy anh này thương mình, thật lòng với mình. Nhưng mà tới lúc thời gian mà đi học ở trên Sài Gòn, anh này ở nhà thì lại nhắn tin với bạn gái cũ nữa. Trời ơi vậy đó hả? Anh này đầu hoa lắm. Rồi nhắn tin rồi hẹn đi ngủ rồi. Trời ơi. Rồi cái bạn gái cũ nữa là bạn thân. Cái xong cái chụp hình gửi qua. Không phải con nhắn nhưng mà cũng như là hai anh em trong nhà nằm vậy nè, con mới ngủ mới lấy điện thoại nhắn cho con bạn của bạn. Rối mà xưng con luôn. Rối quá. Mà sao em. Rồi bà này quần nguyên một đêm khóc ngủ không được. Hai gặp bà đang ở Sài Gòn học thì không chịu học, cứ ghen. Em làm cách nào? Em rồi tự tử luôn. Thiệt không? Rồi tự tử thiệt không? Thiệt. Hay hù? Thiệt chứ. Tại gần cầu tính nhảy thiệt luôn. Em biết không? Em biết là nó đòi tự tử không? Dạ biết à. Lúc đó thì điện thoại thì thuê bao. Rồi mẹ điện thoại lại năn nỉ, kêu cho cơ hội đi. Rồi lúc đó bỏ đi. Xong rồi cái em mới chịu cho thêm một cơ hội nữa. Mà lúc đó là tỷ dụ như mà cô này cũng không cho cơ hội là dám làm thiệt không? Nhà mình biết bơi cũng đâu sợ luôn. Đi gạt rồi thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi.
Bây giờ mới khui đúng không? Dạ, bây giờ mới biết. Rồi đến bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Dạ, quen khoảng tầm 3 đến 4 tháng xong rồi hai bên gia đình nói chuyện xong rồi mới đám hỏi. Tức là sau cái bữa mà đòi nhảy cầu. Dạ đúng rồi. Là sợ rồi dạ. Cưới luôn đúng không? Là dạ, về là anh này sợ mất xin... em. Nói chung là đám cưới xong về rồi bây giờ là cảm thấy hài lòng, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy chứ sao lắc đầu, lắc đầu. Dạ đám hỏi xong là bắt đầu lòi đuôi ra từ từ. Tại vì đám cưới mới lòi mà giờ đám hỏi là lòi rồi. Dạ đúng, đúng không? Rồi. Mà lộ cái gì, lộ tật xấu hay sao? Ông này chơi gà mạng lắm. Gì? Hả? Chơi đá gà mạng á anh. Chơi đá gà? Dạ. Chơi đá gà. Ở miền Tây á, dễ bị lôi cuốn vô mấy cái đó. Giờ còn không? Dạ hết rồi. Hết liền chứ. Dạ. Hết gà mạng thôi. Nhưng mà hôm đọc ngồi quanh cúp thì lại chơi nữa. À, tới banh mạng. Cầm xe, xe mới mua cầm luôn. Em mới giận quá, sao em xin ba với mẹ đi về dưới ở vài ngày. Tức quá về kiếm làm đơn ly dị luôn, chụp hình gửi qua ông này nói chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị ra tòa là ký tên đi. Rồi em làm cách nào để mà cô ấy cho tới bây giờ vẫn còn chưa có ly dị? À, lúc đó thì cũng thuyết phục dữ lắm nhưng không chịu. Con thấy sao mọi lần là không có đến nỗi mà viết đơn làm mướn luật sư không? Tính in ra photo ra tờ giấy này căng rồi đó. Em mới chạy xuống nhà luôn. Cái bà thấy em như nhớ em sao á, em chạy ôm cái như khóc ngứa nước mắt rồi kia nọ, nói anh nói anh không bỏ, anh không nói không chơi cậu bạn nữa. Em khóc à? Dạ em tức khóc. Là nhớ đáng lý là kiên quyết ly dị rồi tức, dạ đúng nhưng rồi mà gặp mặt dạ. Cái á là làm như nhớ quá rồi, thương tại vì vẫn còn thương mà đó. Giờ kể là còn thấy rưng rưng nước mắt luôn rồi. Dạ tức lắm. Nhưng mà kể từ đó về sau là tất cả những gì em nói cho em góp ý là anh có nghe không? Dạ anh cũng nghe là ha. Giờ thì không có thấy còn chơi gì nữa hết. Thiệt không? Dạ thiệt ạ. Hồi nãy giờ cô vợ cũng nói nhiều quá, bây giờ cho phép em đó. Đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ em không, tật xấu thì có một rồi mà xong bây giờ kêu sửa được không? Tật gì vậy? Ngủ mà ngáy là thôi, khỏi chơi. Mà cái đó đâu phải xấu. Ngáy đâu phải tật xấu đâu. Cái đó đâu ai muốn đâu. Ảnh còn ngáy hơn vậy. Ảnh ngáy mà em nói anh không tin. Nếu mà ngủ nửa đêm phải bật điện thoại lên anh quay lại. Sao rồi quay ngày sau không dám coi. Đó, đi khui ra làm chi để cho mình bị khui lại đúng không? Có tật xấu nào nữa không? Có bạo lực, có đánh đấm gì không? Vợ em là võ nghề rồi. Học võ từ nhỏ tới lớn luôn. Nhưng mà quýnh chồng thì chưa. Ủa, vợ là học võ hả? Dạ. Ồ, võ gì? Dạ, học karate ạ. Trời ơi. Wow. Bởi em cũng đâu có dám đụng đâu. Khi chửi là làm gì là em chạy dưới này. Đâu em đứng lại. Rồi, nó nghe nè. Vợ có nhõng nhẽo rồi, có thường xuyên sai việc mình không? Dạ, sai là khỏi chơi. Mỗi buổi sáng hay dậy làm phải rửa chén quét nhà là bà này thì hẹn giờ 6 giờ, 8 giờ chạy mới về, phải 6 giờ phải dậy. Đặng rửa chén lau nhà. 6 giờ đồng hồ kêu em dậy không? Anh dậy, anh ơi dậy. Rồi em quét nhà, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ hết. Bả thì nằm trong bả ngủ. Gần 8 giờ cái bả chui ra, em thì vô ngủ. Lát về cha nói em nằm ngủ không, còn Nhiên Phương làm. Khôn dễ sợ khôn. Trời ơi. Rồi cha em chửi như nói trời ơi cái thằng này nó ngủ như con mối chúa vậy. Trời ơi, cha vậy là đó. Cha ruột đúng không? Cha ruột. Dạ. Mà thật chắc là em làm không cha em đâu biết. Mà hồi đó giờ cha có hiểu không? Dạ chưa hiểu. Tới bây giờ cha mới hiểu. Cha mới hiểu nè. Hả? Dạ không có. Có biện hộ gì không? Ảnh lười lắm. Thường ngày ở nhà thì cha mẹ kêu làm gì ngớ, chịu làm mà không chịu làm. Đợi sai, chửi, rồi cái mấy chịu là xách đi làm, rồi vừa làm rồi vừa nói nhảm nhảm gì trong miệng á, không biết nữa. Lèm bèm á. Bây giờ kể tật xấu luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Nói xạo lắm. Thường ngày thì em đi làm, em mới điện thoại về, anh đang đâu vậy? Anh đang nhà nè em, anh đang phụ làm giấy số với cha là chắc là đang đi nhậu. Xong rồi tới giờ đi làm, rước em về thì bắt đầu em ngồi ngoài sau. Anh ta sợ em nghe mùi rượu đây, anh ta nhai sinh rơm. Mà nhai sinh rơm là ngoài sau nó càng bốc ra mùi rượu nữa. Cái bắt đầu hỏi, đi nhậu phải không? Thì đi uống chứ Út có mấy ly à. Có khi nào ổng nói sợ mà tức quá cũng như là bùm luôn không? Có. Đâu kể nghe chi tiết coi. Đặt đó là mùa Tết. Thì mùng 3 nhà mẹ cúng gà, anh ta đi ra ngoài. Cái anh ta nói, dạ anh đau bụng quá, anh đi.
Và trong khi đó anh đi lên nhà người ta, anh chơi bồi cua cá cọp, bỏ em ngồi dưới nhà ngoại á. Em tức quá, nói em nói bụng mà em đợi rồi, mẹ đợi ở nhà nữa, anh đi đâu? Tức quá em tán cái bóp vô mặt. Cái anh nói hồi đó giờ chưa có ai quýnh tao, chưa cha mẹ tao chưa tán tao vô mặt. Lúc dạ, đó đúng rồi, tức. Dạ, hơi giận, hơi nóng không? Nói vợ không thương tự nhiên tán. Rồi bây giờ có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Dạ muốn anh bớt ở dơ lại à. Bớt bày hày lại, tự giác làm mà không đợi sai rồi biểu nội. Tại vì nhà có một mình ảnh con trai nên ảnh sau này cũng là trụ cột của gia đình thì sau này ba mẹ già thì ảnh cũng phải tự làm và dạ, tự lập chứ không có nhờ ba mẹ nữa. Hiểu tình ý của vợ hiền mình chưa? À, hiểu rồi. Còn bây giờ mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? À, mong muốn vợ quan tâm em xíu nữa thôi. Ủa chứ giờ chưa quan tâm luôn hả? Dạ. Dạ, rất quan tâm. Như là quan tâm mà không tới thôi. Ví dụ dạ. Như anh ơi ăn cơm hay là hay ví dụ gì thôi. Nhưng mà không có thiệt tình lắm. Không có thiệt tình. Dạ. Thì đôi khi đi làm về mệt. Rồi vậy là em bị buồn á, em mặc cảm, em dạ. Tự kỷ. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là vì vợ em quá nhiều việc đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Thành ra là theo lẽ người ta nói là anh ơi xuống ăn cơm đi, ví dụ vậy. Dạ. Thì giờ như chồng là chồng muốn là chẳng hạn như nó thấy chồng chưa xuống hoặc là ấy thì nó anh xuống đi ăn cơm, ví dụ vậy. Nắm tay xuống, dạ, đúng không? Rồi. Dạ. Chưa phải nói lời đúng không nè. Dạ. Thì cái đó cũng đâu mất thời gian đâu. Bởi vì ông bà mình nói đúng á, lời nói không mất tiền mua. Dạ. Đúng không? Dạ. Nói sao để mà cho vừa lòng nhau. Thì đó là cái chuyện của vợ, nhưng ngược lại chồng phải để cho vợ cảm giác á là chồng quan tâm tới vợ và hiểu được cái việc mà vợ đang làm. Dạ. Phải chứng minh cho vợ thấy là bây giờ mình thay đổi rồi. Đúng chưa? Những cái đó không phải là đam mê của mình nữa rồi. Thì bây giờ thực hiện lời hứa đi. Đó, đứng lên hứa ngay đi. Để cho vợ an tâm cái đã nha. Anh hứa em từ nay về sau là anh không có dư dẫn gì nữa mấy cái đó chị ăn chơi nữa. Anh sẽ phục em làm nhiều hơn. Rồi. Hứa nha. Rồi, đáp lại bằng nụ hôn để cho ông chồng khoái chứ trời ơi. Wow. Rồi. Dạ. Rồi xin chúc cho các em sẽ luôn luôn hạnh phúc nghe. Dạ. Và mau chóng có được một cái tin vui ha. Dạ. Bây giờ sinh dạ. Như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Đi hai đứa rồi à. Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi. 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là chồng em là đã 24 tuổi rồi. Ừ. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Xin chào hai em. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà hột xoàn nó cấn cái vô lăng chết luôn. Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi. Em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ quận 12. Em làm bên nail ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây đó. Giờ sinh dạ. Như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Ấn tượng đầu tiên và ổng là chị mình chỉ cảm thấy ghét sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. À. Yeah. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt đứng đó là chờ vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng vậy? Hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. Rồi cái khoảng thời gian nó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu khoảng là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau. Ừ. Lúc đó em nghĩ đơn giản có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Con nít là cứ đồ ăn vụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, dạ. Em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thuật là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi dạ. Thì
cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Đó, chắc có hai vợ chồng anh. Hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi! Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót, là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ổng thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang. Dạ. Ở ngoài rồi ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Đổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang anh ơi, lúc đó em không có tiền, vận động tài trợ hết luôn được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua hai vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có hết tiền nhưng còn có đường về nhà. Đúng rồi. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu, bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn á. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, và một phòng thì mấy giường. Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17, vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi, có vô chuyện phòng gì mà xảy ra nữa hay không? Ờ, có gì không? Chuyện gì đến thì nó cái chuyện sẽ đến thôi. Nó sẽ đến anh. Rồi sau đó làm sao? Sau khi đó về là em mới bắt đầu em... Hai người, hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn? Cái ông mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi, mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ông cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Dạ. Phải đúng. Nói là em mới bắt đầu, em bắt đầu yêu, yêu ông. Dạ đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy? Lúc đó em sợ là em giữ không được, đúng, đúng không? Đúng, sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc đó mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường. Điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại ông tắt chuông. Hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta? Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói thật luôn. Là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen? Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè, là em nói anh ơi em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Đúng vậy. Dạ. Em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà. Như đi ăn trộm. Dạ. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng, đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á. Nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt của bà cho biết thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam cũng, có nữ anh, lúc đó hai đứa đang giận lộn mà. Thì em nghĩ đơn giản thôi, ừ chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Cái ông đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn ly dị thì tự đi một mình đi. Lúc em mới nói là em nghĩ em ngu. Ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau. Để không đi đến còn đám cưới nữa. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi. Mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em á thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu.
gia đình hai bên có biết em có cái bầu sự, cái sự việc dạ có bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới rồi khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ. Khi mà đám cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Ờ, em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi, quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm, nhiều rồi lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ đi em. Bây giờ mà giấy mà em viết thì là không chứ không hết. Dạ hả? Thôi bây giờ mình lấy một cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Nó không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì ra là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó, là nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời vui, dạ. Thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài xế trước, mà nhậu là lý do hồi trước vậy. Khi mà yêu em á, là bao vậy? Nhiêu là bây giờ là... Nó thay đổi hết. Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì ai, không có cúng được chị. Ai khiến ông đối câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, hút qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà ông luôn rồi. Ông nhát gan lắm, em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi, ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nó chú ơi chú hơn Diệu, nó đâm con này kia. Có em cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em phải chuyển chỗ đi luôn á. Rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phang cái đó. Mà lỡ quên vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi chổi em một cái sao, em sao mà chụp dao được, sao mà chụp dao được. Em đâu có chỗ cầm. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới. Dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước khi cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Là ổng có cái tính này đó nè, là giận nhây á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình. Cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Vậy đó, nói em đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Ủa vợ chồng công bằng mà. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch. Mà em ủa, thì rất là ở sạch xấu hả? Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng. Không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước đi. Còn mà bước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu. Đi mà cầm cộm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở vợ cũng phải thay đổi. Nhờ liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết được cũng sạch bớt đó. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10, hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của anh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng rồi gì á thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia, ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì,
nó đóng phim Hàng Mặt Tử. Ủa, cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm nhầm đúng không? Trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên ba tắm, ba ra ba quấn khăn là sao? À, em kỳ vậy? Thì thực sự em giữ mình lắm, nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm nha, dạ nhát. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981, quê quán Quảng Ninh. Vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ, thì bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Vân. Dạ đây, đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Quy, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài, từ ở ngoài cho đến cho tới bây giờ luôn. Anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây, chứ không đây cua đây nha. Trời ơi, cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói, trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi, ủa đóng phim gì? Nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Ủa, cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm nhầm đúng không? Không, không, không nhầm, thiệt là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng gì đó. Bà không biết sao nhìn ra được em. Đúng không Nguyên? Dạ chắc duyên số anh. Mà sao cả trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra Lê Nam không vậy? Biết sao không, thực sự có cái gì em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo, cũng hơi tính toán á. Em thấy cứ mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ. Em chỉ trời chỉ mây gì đó, em không thoại gì đó, em chỉ gì đó. Cái quay chính là vô cận em thấy được em, các bạn tưởng em đóng phim gia chính, thực sự là em quần chúng. Rồi Quyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em và anh là quen nhau là em biết ở trên Facebook là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên, thì em mới vô em kiếm nick ảnh, xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Phải đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện, rồi nhìn hỏi là anh còn đi đóng phim không, rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Trong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng, em hay viết SDT buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi ổng cũng an ủi rồi. Rồi xong mà hai đứa em mới hẹn hò ra gặp ở ngoài chùa bà. Trời vậy hả? Dạ cái sự tích nó là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Lại có người yêu rồi sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi, chù để chia tay rồi mình nhảy vô chính giữa đó. Thì được cái chù linh, chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á, đi luôn mọi người. Em dễ sợ quá Nam đó. Thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa, thôi anh nhận em làm em gái anh, rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian. Dạ cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa bà đó. Chùa bà ở đâu? Chùa bà Bình Dương á anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay, rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Quyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ em dạ ở lên. Ngay Thủ Dầu Một á anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái. Mà bà thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà. Em gái tôi ơi. Bạn nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trở lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Bây giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái mưa để anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói ông giờ ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em á thì ôm ổng, cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương. Xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi. Nói thôi anh ơi đi uống cà phê.
Ừ cũng được, cái trong đây có cà phê giỏng này vui lắm. À. Nó ủa cà phê giỏng bụi đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy? Thôi kệ, cũng vô cà phê giỏng, vô ngồi cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái giỏng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái giỏng. Rồi ngủ vô đây chi? Tức nó sao lại này má bị lẳng lãng sao chứ cái ngủ vô đây nằm hai cái giỏng. Cái tức quá nằm giỏng này kêu suy nghĩ à. Giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy là cũng nói hết rồi. Mà cũng xào xạo ra, em ơi em đo chiều cao với anh đi, đứng gái nha. Để chi, để đứng đây, cái tới đây cái là mình ôm luôn. À. Cái kiểu vậy đó. À. Cái kiểu vậy, bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh, không dám ôm. Em suy nghĩ liền, tại bà này bà gũ mình vô đây, mới vô mình giống như con hổ vậy đó. Mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy, ủa sao mình giống con mển vậy? Tự nhiên vô đây, tự nhiên cái bà gài mình vô cái thế này. Không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh gì không? Sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em mới, em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời. À. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có cái mặt ổng luôn. Ổng cứ chạy, ổng không có quay qua gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là có xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em mới nghe qua, em thấy cái quán cà phê, cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê, thôi vô quán cà phê cho trời nằm chút đi. Cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Ôi. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê mình. Càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự nhiên mình là lúc là em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi đang quay Bình Dương, sáng quay cái, tối quay cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu? Không biết. Tại alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay mà quay sáng cái trưa cái giờ đi đâu? Nói giờ thì đi vòng vòng chơi, nói ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Rồi vậy thôi vô đi. Nói, không được, vô đó sợ ma lắm. Bà ông thiệt lòng, nó thôi vậy thôi thì em lên em có em ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm rửa rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là vô trong đó là em không sợ, tại vì lúc đó ở đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. Em đâu có sợ. Thì nó vậy anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ổng kêu em đi tắm đi em cũng không biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên bà tắm, bà ra bà quấn khăn là sao? Em kỳ vậy. Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm nha, dạ nhát. Ông nói bà này bà làm gì thu vậy? Bà tránh có xa tôi. Có nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Nhát. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. À. Dê. Đứa vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai có luôn đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta. Mà quấn khăn rồi trường gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á. Trường ngoài cái đầu quay ra nói chồng ơi chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ cái này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc. Dạ. Còn, em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối. Mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao. Em nghe em khóc luôn. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại em lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt cổ chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ui ơi cái bụng trời không bụng lùm nó bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự vậy đó. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ ủa có bầu tháng thứ 3 rồi phải không? Chỉ luôn. Wow. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm, hai đứa. Dạ ba đứa nhỏ 1 tuổi. 1 tuổi rưỡi. Dạ đứa lớn là 3 tuổi rưỡi. 4 năm. Các em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Thì bây giờ đến cái phần gọi là vạch mặt nhau. Chuyện là như vậy. Em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc.
chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like đúng không ạ? Chồng gán làm nha. Cúp điện rồi hả chồng, bả like xong. Tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo. Ông gì đây? Tụi em lý gì? Lý gì? Tự nhiên là chưa gì lý gì? Phải có lý do chứ. Lý gì? Để tôi về, chạy về tới nơi. Ông trả lời đi. Cái gì trong này? Ông đi với Nhật Cường nè. Ông đi sinh nhật ông kêu ai là bà xã? Cái bà đưa nguyên cái clip bà coi 20 phút em coi hoài luôn. Ủa tôi nằm chỗ nào nè? Tôi không thấy tôi rồi đó. Ông không thấy ông hả? Ông nói sao? Nè, cái khúc này nè tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về, bà xã ơi. Giọng ông đúng không? Mà y chang chị trời ơi, y trời. Chang nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn em. Em tua đi tua lại em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng là em mới điện cho ổng là em đòi ly dị liền. Trời ơi mà chỉ nghe mà cái giọng thôi luôn. Tức quá trời tức, trời ơi giọng không phải của tôi mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý không bao giờ sai được rồi. Cuối cùng coi như làm sao mà em được minh quang thì em minh quang là nhờ cái Zalo. May mắn là em úp hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần. Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây giờ là hết bớt rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. Chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook thì Facebook mình là nghệ sĩ mà. Khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ cái nhỏ đó nó cũng vô duyên. Nhắn ông xã. Trời ơi, đó cho xỉn rồi. Đã nào, cướp máy. Bà mở ra bà thấy. Bà chửi. Ông nào, ông xã nào. Lý gì? Có câu làm hoài. Lý gì? Lý gì nữa? Trời ơi trời, tức quá mà ra cãi không được. Trời ơi, tôi có biết này là ai đâu. Vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì. Chửi đồ ly gì này nọ cái, tức quá lấy xe. Lúc đó có chiếc xe hơi đó. Lao từ Bình Phước, lao về Sài Gòn. Lao ao 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 vậy còn vô uống ba lon xỉu luôn đó, tức đột quỵ đó em, cái lần đó xỉu đó. Luôn ngay đó đột quỵ luôn. Em tưởng là sáng nay em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó để chứng kiến là vợ tôi ghen luôn. Mà vợ khi hay tin vô nhập lúc viện đó, thì sao lúc em dạ sao? Lúc đó em khóc ở nhà em khóc hết nước mắt. Em mới sanh đứa bé sau có 1 tháng nằm niệm Phật trong nguyên cả buổi sáng không á, xuống thăm ổng được, ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không bắt máy. Em cũng không biết làm sao hết. Mà giờ em đi không có được, tự nhiên có em mình em hai đứa nhỏ. Nó là đứa nhỏ cơ mới sanh ra, được khoảng 1 tháng 2 tháng không? Còn 1 tháng à. Thì cũng may, coi như là trời thương đó đúng không? Trời thương đó, chứ nếu như mà lúc đó mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết mình là chết mà, người ta. Là chết luôn. Ghê lắm. Bởi vì cái ghen nó rất là tai hại. Nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen. Nó sẵn kể luôn đi nè, đã tật ghen nè, rồi còn tật xấu gì không? Hết rồi. Một cái một đó thôi. Dạ chỉ một cái một đó thôi. À, vợ con là number one mà, trừ nhẹ nhẹ xíu thôi. Thiệt không? Thiệt, nghiêm túc. Tới em nó quyên, có thật xấu gì không? Ông có thật xấu, ít cũng ít chứ không có nhiều. Chưa? Thì nhẹ em nhẹ. Rồi, khui đi em. Ông chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á, cái em lấy cái khẩu trang ra tới, cái em bịch lại cho ông thở trong đó, cho ông ngái mình ổng vậy. Trời ơi, nó tắt thở hay gì đó, dài lưng rồi, dạ đưa cái gối đè luôn. Là xỉn đó. Dạ xỉn về là không tắm. Nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không? Còn đi nhậu không? Dạ không, ít lắm. Ừ, lần đó nó hứa rồi là con không nhậu nữa, con không xỉn nữa đó. Dạ. Không bỏ luôn thiệt. Bỏ hút thì thuốc luôn. Bỏ coi như cái ngáy đó mình bỏ qua, cái đó không phải là tật xấu, cái đó là cái tật của người ta. Rồi cái gì nữa nè? Có bê bối, có bừa bộn, bừa ăn bộn, ở có bê sạch bối sẽ là, không? Là, hay là ở dơ là như nào? Ở dơ coi dơ. Đỉnh là bê bối. Đi về là quần áo dục ra, dục tùm lum hết, là em phải đi theo là em dọn. Rồi nè, nó nghe nè. Rồi có phụ vợ nấu ăn hay không? Dạ không, có nấu ăn, tự hai chồng thích nấu ăn. Nấu ăn ngon không? Nó ngon, mỗi lần nấu là 200 cái lộn. Sao vậy? Cái sở thích ổng khác, dù em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa vừa, cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em. Trời ơi, bắt em ăn muốn chết luôn. Bây giờ mới mập được vậy chứ. Dở hay ngon bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận. Giận là gây lộn. Hay giận nữa hả? Giận lắm, giận hờn với con nít gì nhõng nhẽo đủ thứ. Đây nè, em là chú hay giận. Giận lắm. Không thích là vali đồ đạc bỏ vô, bỏ vô đi đi mà đi ra tới cửa không kêu lại tôi quay vô. Y chang vậy luôn đó, tôi quay vô á. Dạ. Có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả nào, nhấp coi xem có kêu hay không. Phải kêu hay không mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không? Thì đó dạ, có vài lần. Mấy lần trước kêu thôi chồng ơi đừng giận đừng bỏ vợ về Sài Gòn. Cảm thấy lên lần này tôi nha.
Lần này thôi nha. Là vô là vợ chồng quê. Làm riết bị lờn. Có một bữa em cho đi luôn. Sao, có một bữa em, em tức quá, em nói thôi ông đi luôn đi. Ông cái lần đó lỗi là của em hay là của ai? Hay chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó. Mà ông cứ la làng rồi ông cứ la em. Em bực bội quá, em nói sao lần nào cũng vậy. Lần cái lộn cái vô lấy vali, lấy quần áo, rồi lấy quần áo ben rồi để vô đi. Cái em không thì mang nỉ nữa. Cái ông thấy em năng nỉ, cái ông càng hốt vô. Em nói rồi để kêu taxi giùm cho. Rồi đi. Em nói dạ. Sao đi được? Rồi đi mất vợ sao? Ông đi đã tới. Quay vô liền. Quay vô. Mặc cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô. Mặt hèn lắm, quay vô do bộ kiếm gì đó. Trời bà, kiếm hoài luôn. Không biết kiếm gì luôn. Bớ, điện thoại rồi tùm lum hết. Rồi ghét rồi bị lờn rồi không cho đi luôn. Mà muốn chơi chiêu thác. Bà tôi uống thuốc chuột tôi chết. Anh em kể này chưa vui lắm nè. Ông đi lộn với em có chuyện đó, nó có cái gì đâu. Mà phải chuyện mà lớn đâu. Ông order một chai thuốc chuột về luôn. Ở trên mạng về. Ôi em sợ em chết, em kêu trời ơi ba bị gì. Thấy ba chưa? Bà thấy chiêu cô chưa? Nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu. Mà em nghe thấy order là sao rõ ràng. Dĩ nhiên mà. Alo chị, mang tôi chai thuốc chuột nha. Ok chị. Nghĩa là thấy sợ rồi. Máy. Ờ, bao nhiêu? Cái gì ba ngày, ba tiếng thôi. Thôi ba ngày, rồi ba ngày tôi chết. Ý như sao? Thiệt luôn. Máy, trời. Em sợ quá trời đất luôn á. Nó nói gì mà em cũng tin luôn. Trời ơi trời. Dữ dựng dữ lắm mà nó như thiệt luôn mà. Cái em đại cái em năn nỉ thôi chồng ơi, vợ sai rồi mốt vợ không vậy nữa thôi mà. Vậy là xìu liền. Xìu xuống liền. À chuột ơi, đừng lại giờ tôi nha. Ông chồng cục của Nam ơi nè. Thiệt. Ơi dễ thương quá. Rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ồ, phải nựng. Ý là thủ tục vậy đó. Có nựng nữa không? Đó thì em mới âu ý mỏng bữa nay em về mà em mệt quá, mắt chăm hai đứa con em lăn ra em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Giận lại dọn đó. Đồ vali đi chứ. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có cái vali của nhà em là lúc nào ba cái để gửi cái tủ đồ ổng á. Thật sự ra em nói nghe là thực sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bả dọn lại cực. Nó làm ngay vậy. Chứ không phải là bả sợ em gì đâu. Cứ mỗi lần thôi mà sau này bả vậy nè. Thôi mà. Đúng rồi. Cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Thôi em cứ ôm ra rồi cái em mới sắp lại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu làm thử coi chị không tưởng tượng trời cái là sao đâu Nguyên đứng lên nựng thử không Nguyên. Làm y như đây. Đây xuống đi. Đó nựng đi. Mặt em phải vậy đó. Nhưng mà em khoái à. Khoái những cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm dù. Là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, thời em gian. Em rất dễ chịu sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế hề em đó, là em là kèo trên đó nghe. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ, xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau, không hài lòng em gì á thì vợ ơi, vợ sai cái này, vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ. Phải hiểu vấn đề, thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu đúng không? Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn sức khỏe nè, tập thể dục này nào nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe, lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ về hoài đi. Dạ. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Ừ. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bả không ghen á, tự nhiên em cảm thấy em bị thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. À. Để mình được lên. Cái kiểu vậy đó. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì á là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. À. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. À. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận. Chứ không phải là 4, 5 năm hay 1, 2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Quyên. Dạ. Quyên lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi. Mà cố gắng bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Có muốn nói gì vợ nữa không nè? Một câu hứa hẹn. Đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là
Thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi, nhưng khó nó là cái tính, thì từ từ bỏ. Còn bỏ không được thì chắc cũng dọn gia ly mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nặng, cứng, cứng như cây củi vậy đó. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe.